Cái thèo á, nó giòn giòn, béo béo, ngon. Bởi vì thơm lắm luôn. Cái sợi mì á thì ăn nha, nó thơm mà nó dai, nó kiểu như là không có bị bở á mọi người. Bỏ được tí ớt nữa. Như xin chào ông bà cô chú và các bạn đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Như đang có mặt tại Năm Căn. Thì Năm Căn là nơi mà Như sống á, mọi người. Ở đây á, là chợ Năm Căn. Thì chỗ Như đứng á, là quán ăn Trương Ký. Ở đây á, thì quán của chị á, là có mì Hoành Thánh và hủ tiếu bánh lọt. Thì lần trước Như cũng có đã có ăn rồi. Ăn qua một lần và rất là ngon. Và chị chủ với lại anh chủ ở đây rất là dễ thương luôn. Nên lần này Như có ý định ghé lại đây để cùng chia sẻ với mọi người. Mọi người mà có đến Năm Căn thì để ghé quán anh chị ăn nha. Thì ở đây Như có thấy là cái địa chỉ của anh chị là Nguyễn Tất Thành, khóm 4, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn. Có cả số điện thoại luôn nha, anh chị cũng có ship luôn nha, 0918053225. Ở đây nếu mà mọi người muốn dễ tìm thì nó ngang với lại là quỹ ban ở Năm Căn đó mọi người. Mình ở bên quán bên đây mình nhìn hơi xéo xéo qua là cái quỹ ban nó nằm bên đó, và mình nhìn quay lại một chút là từ, nếu mà từ ở dưới chỗ nhà Như lên á, từ dưới huyện Ngọc Hiển mà đi thẳng lên á thì mình sẽ gặp cái vòng xoay và mình đi thẳng lên luôn nha. Bỏ một hai căn là tới quán của anh chị rồi. Giờ thì Như sẽ dẫn mọi người vào trong xem là quán anh chị có những gì nha. À mà sao Như thấy ở đây ngộ ta, ở trên bảng là quán ăn Trương Ký mà ở dưới cái tủ là Song Phát. Rồi để mình vô mình hỏi anh chị chủ thử sao nha. Em chào chị. Ơi chị ơi, chắc giờ là chị chuẩn bị bán rồi đó hả? Đúng rồi. Dạ, chị cho em xin gắn cái mic nha. Chị, em thắc mắc nè, hôm bữa em không để ý mà tại sao cái bảng ở trên đó là Trương Ký mà ở dưới cái tủ là Song Phát vậy chị? Hồi trước là hai đứa chế mà bán quán riêng. Rồi sau này là chế mới về đây chế bán chung với cha mẹ chế. Cha mẹ chế truyền cái nghề mì lại á. Dạ. Là lúc trước là chế chỉ bán hủ tiếu thôi. Rồi sau này cha mẹ chế là chỉ chế làm mì tươi nè. Cái mì tươi này nè. Cái mì tươi này với cái Hoành Thánh này nè. Tại này chế mới chủng lên ít thôi. Dạ. Còn phía sau là anh đang gói á. Mì tươi là chị tự làm luôn hả? Đúng rồi, cái mì tươi này. Ồ, hay vậy. Cái mì tươi này hoàn toàn á, cái màu vàng này là thấy toàn bộ là từ trứng nó lên màu chứ không có là phẩm màu gì hết. Ồ, hay quá ha. Cái này là không chắc bảo quản gì hết. Như chiều gì chứ bán là phải không? Là tầm 2 tiếng trước là anh đã cán rồi. Vậy hả? Trời ơi, phải em biết mà em lên em gặp cái lúc mà anh cán hay quá ha. Hôm nào đi Cương cho hai trước đi. Rồi bắt đầu anh chế cán, anh chế gọi tôi Cương lại. Cho thấy quá trình là cán hoàn toàn là từ trứng hết. Ồ, hay quá. Trời ơi, nhưng không ngờ là bây giờ mà còn có một cái quán mà tự làm mì luôn. Đó, rồi tự Hoành Thánh ăn nhà luôn. Đúng rồi. Cái này là giống như là tầm 4 giờ là anh chế dọn ra phải không? Là sáng tôi chế là sẽ đi lấy nguyên liệu tươi hết. Dạ. Rau tươi, thịt tươi hết. Đã bắt đầu xong rồi về chứ anh chế sẽ sơ chế rồi đó rồi làm ra luôn. Chứ không có nấu sẵn hoặc bất cứ gì hết. Ôi nhìn cái mỡ tỏi với cái hành, cái rau của chị nhìn hấp dẫn vô tỏi cùng là luôn. Chế cũng tự phi luôn, chứ không có mua. Vậy hả? Chứ tự làm luôn. Cái keo cái thấy cái keo tỏi của chị là mình thấy hấp dẫn lắm luôn rồi đó. Là hôm nào làm là tụi chế sẽ bán liền bữa đó chứ không có qua tủ hay là bảo quản gì hết. Dạ. Còn phía sau là anh đang gói Hoành Thánh. Đó, là toàn bộ. À, mình vô đây mình coi anh đang gói Hoành Thánh nha mọi người. Wow. Cái này là mình tự làm luôn hả anh, cái vỏ Hoành Thánh á? Đúng rồi. Wow. À, vậy là có nghĩa là chiều khi trước khi anh bán anh sẽ tự gói tự làm hết tất cả luôn. Đúng rồi. Wow. Ôi anh gói cái hình này nhìn đẹp quá vậy. Cái hình này kêu bằng hình gì anh? Chị coi nhìn lại cách anh gói kìa. Cái này mình cũng phải nên học hỏi nha. Đó, bẻ lại gì. À, nhìn cách gói độc đáo quá vậy. Em đi, nếu em gói là em bỏ chính giữa. Nếu em bẻ lại à.
Bọn này anh bỏ trên đầu nha, mọi người để ý anh bỏ trên đầu rồi anh cuộn lại hai vòng, ăn cắp nghề nha. Tại cương gói chính giữa con cuộn lại là cái da đó, là da ngoài chợ nó hơi dày à. Đó, còn da tụi chế tự cán, là tụi chế muốn cán sao tụi cán vậy. Thành ra nó mỏng, cương chạm vô thử này, rất là mỏng, mà nó dai nữa. Ôi là trời, nó mỏng tăng luôn mà nó đều gan nè mọi người ơi. Có nè, có nè. Đây, như nó khác với da cương mua ở siêu thị hồi có mắt đó không. Ô, nó mỏng nè, mọi người thấy được cái... Mọi người sẽ cầm này ha, sẽ thấy được cái độ mỏng của nó, mỏng mà mình mứt luôn. Nhưng mà nè, nó dai nha, chứ nó không có bị bở nha nè. Như kéo qua cho coi. Dai, mềm, hay ha. Ôi uổng quá, phải gặp lúc mà anh cán mì ha. Còn một chút xíu nữa với làm cho hai đứa cưng hai tôm này ra là mình sẽ thấy nó lên cái màu vàng hơn nữa. Dạ. Là màu toàn bộ là từ trứng. Trứng nó chín lại á. Dạ. Nó sẽ lên màu khác nữa. Còn xin thấy độ dai của nó. À, như thấy cái nhân ở trong là thịt, 90% à. Không, 100% là thịt. Vậy hả? Chứ không có xài pha à, không, ý em nói là có mỡ nè. À cái đó à, thịt là nhiều hơn mỡ á. Thường đúng thường chỗ khác là sẽ làm mỡ 50-50. Đúng rồi. Còn cái này thịt khoảng tầm 90, mỡ 10% luôn á. Đúng. Thịt thăn nó mới mềm. À cương xài thịt thăn á nó mới mềm. Chứ còn cương xài như dạng như nạc đồ này kia á là nó bị dâm. À. Nó cảm thấy nó không có ngon. Mà nó bị cứng cái miếng thịt của mình nữa. Nó không có mềm mại. Dạ. Thịt thăn con em đi kho hay cứ hầm gì đó, làm cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không có gã, mà nó rất là mềm. Nó mềm nó thơm. Rồi anh xếp kìa, nhìn khéo cũng kỳ luôn nha, coi nè. Một hồi nữa anh xếp hết cái mầm này nhìn nó đẹp lắm luôn á. Còn cái hình ở trên mà để hồi nó đẩy qua. Hình anh tự xếp á hả? Ừ. Anh xếp một mâm luôn á hả? Đúng. Dạ. Ở đây mình có dao có xếp nội ô. Ship nội ô 5 căn luôn. Mình ship mình có tính tiền ship không anh? Không có. À, cả nhà mình mà có muốn ăn thì liên hệ với anh. Nếu mà liên hệ với anh là qua số điện thoại nào? 0943 967 962. Rồi. Anh đọc số điện thoại ở đây, mọi người có muốn ăn thì liên hệ với anh. À, như ghé ăn một lần rồi ha. Thịt nhiều nè. Thịt rất là nhiều, đặc biệt nha, thịt nhiều, cái nước rất là thơm. Chứ ăn của tôi gì chứ? Và đặc biệt thịt rất là tươi, ăn cái lúc mà ăn cái phèo á mọi người, như ăn chỗ khác á thường thường nó sẽ hơi nhẵn nhẵn và dai, còn cái chỗ của anh ha có cái độ hơi giòn và ngon, rất là ngon luôn. Mọi người nên thử đi, ăn rất là ngon. Như không bao giờ mà lần đầu tiên mà Như ăn mà Như đã nói vậy, tại vì lần này là lần thứ hai, Như lần đầu Như ăn thấy ngon rồi nên Như mới trở lại lần hai á. Anh làm cái này được bao lâu rồi? Anh làm cái nghề mì với cái lại gạch thánh này nè. Bốn năm năm. Nghề gia truyền đúng không anh? Còn cha là trên 20 năm. Ồ. Ồ, vậy là bác là trên 20 năm. Anh là mới học đây 4-5 năm. Cũng như là cha truyền con nói ha. Đúng rồi. Dạ. Trước đó là mình bán ở đâu anh? Là bác á. Bán cũng vòng vòng có 5 căn này. Dạ. Nhưng mà thay đổi địa điểm rồi này nọ gì đó. Dạ. Đường làm rồi rồi mình thay đổi. Cha bán buổi sáng. À vậy là bác bán buổi sáng. Là cho nên là đó. Cho nên là cái thắc mắc của Như bây giờ là đã được biết rồi nha. Bác trai bán buổi sáng là cái bảng ở trên, còn của anh là buổi chiều là cái tủ ở dưới. Là xong phát. Một ngày vậy là thường anh bán tầm được bao nhiêu tô? Anh có nhớ không? Không. Nhiều quá không nhớ nổi. Nhiều quá đắt quá không tại nhớ nổi. Khi mua về nữa. À dạ. Khi khách thì ăn ở đây, bữa nào khách ăn đây nhiều thì mình kiểm soát được. Còn ví dụ mà khách người ta mua về nhiều là mình không có kiểm soát được. Anh có thuê người làm không hay là chỉ có hai vợ chồng thôi? Không, chỉ có hai vợ chồng làm á. Để đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu với lại cách làm đấy ha. Đúng rồi, tại mình giao người ta làm nó không có vừa cái ý của mình. Dạ dạ. Anh có mơ? Em thấy làm này cực lắm nha. Hello. Mì, hủ tiếu, bánh lọt, hoành thánh. Gì ăn đó đi. Pha bữa nay ăn xương lòng hay là pha ăn xương không đấy pha? Có phần viên không chị? Có phai. Cho em để đầy đủ đi. Rồi chứ nha. Ở đây mình bán một tô đầy đủ gì là một bao nhiêu một tô chị ha? Ở đây chứ bán đầy đủ là một tô 40.000 cơ. Đầy đủ. Còn khách nào ăn đặc biệt hơi nhiều một tí á là 50. 50 đó là chiếc bao no luôn đó. 50 là cái tô bự hơn đúng không? Không, cái tô này nên, nhưng mà đồ ăn thì chiếc sẽ chia ra tô như vậy nè. Là thêm như đồ hoành thánh nè, bò viên, lòng phèo, xương.
mì thì hơi nhiều hơn cho khách một chút xíu. À. Còn phần á, khách ăn đầy đủ 40 là phát ăn cái lượng mì bình thường. Dạ. Còn đồ ăn thì đầy đủ. Dạ. Đó là như vậy. Còn một hồi á chỉ làm cho hai đứa một tô đầy đủ. Dạ. Giống như hôm bữa chứ đã làm gì đó. Một hồi làm cho em một tô đặc biệt với một tô thường. À, để em cho mọi người biết là cái tô đặc biệt nó như thế nào và cái tô thường nó như thế nào. À, ở đây mình có bò viên luôn hả? Ừ, cưng, cái này bò viên ở nhà làm luôn đó cưng. Wow. Cục nào cũng nấy chà bá luôn kìa. Mình thấy cái son nước súp với lại cái cách chị làm rất là sạch sẽ luôn nha. Ở đây là hai vợ chồng chỉ làm, không có thuê người. Dạ. Có những khi đông quá như khách lại ăn như vậy nè, như mấy em này là sẽ chạy vô tiếp chế. Chạy vô tiếp luôn hả? Chạy vô tiếp, làm tiếp. Chứ có thuê người không? Bữa nào em không có chuyện gì làm em lên tiếp. Khỏe thôi thì bữa nào chạy xuống. Dạ. À, anh khách nói là quán này là ngon nhất Nam Căn. Em này là em từ chỗ xa tới chứ không phải em là dân ở đây. À. Rồi bạn giới thiệu em tới ăn, em cảm thấy ok, em cũng dẫn nhiều người tới ăn. Dạ. Tại em nói là em cũng đi ăn nhiều chỗ nhưng mà có một chỗ này em thấy vừa miệng. À. Em đây là em dẫn mối với chị đi ăn nhiều lắm đó. Ồ, anh dẫn mối hả? Anh có được hoa hồng không? Không, không được gì hết. Không được gì hết trơn. Bị chửi không chứ. Được gì hết trơn còn bị chửi. Còn bị chửi. Chịch cái là mệt đó. Khách vô mà lu bu mà không làm còn bị chửi nữa đó. Chế ơi, cái tô này là tô gì vậy chế? Cái đó là sa tế đó cưng, sa tế đó là chế tự làm đó. À, sa tế. Sa tế chế tự xay luôn hả? Ờ, chế tự ghim ở nhà. Thay vì là mình nấu ở ngoài, mua ở ngoài á, là cưng thấy cái hàng quán khác là nó là mở lĩnh bỉnh trên đúng không? Dầu này cái, nhưng mà chế sẽ làm ghim đặc lợi như vậy nè. Khi mà khách ăn á, là không có cảm thấy nó ngán. Đó, tại vì cái lượng xương, cái lượng tỉ xương của mình ra là cái nước súp mình đã béo dữ lắm rồi. Nếu mà cưng thay dầu mở dầu nữa là vô nước súp nữa, ngán lắm, ăn không nổi. Đây chứ ghim là như vậy nè, từ một cái son đầy gì phải không, là chứ ghim nó giống như mứt vậy đó, chứ ghim nó sọt lại như vậy nè. Dạ. Nó rút tất cả đồ niêm vô hoàn toàn từ ớt hết. Wow. Đó đồ niêm chứ ở đây hầu như là 99% chị làm nhà hết luôn nha. Chứ mọi người tự làm hết. Dạ. Nên vậy chứ không có gia công bất cứ gì hết. Dạ. Chứ làm hết. Hay. Từ hành tỏi hay là bất cứ gì đó là chứ làm hết. Dạ. Rồi rau giá đồ tự chế rửa hết. Dạ. Để đảm bảo được chất lượng ha. Thêm một phần đó, mình tự làm như vậy đó, mình cảm thấy là mình sẽ vừa ý hơn. Đúng rồi. Mình vừa bụng hơn. Dạ. Đây, còn đây là phần lòng, phần phèo. Em ăn em ấn tượng cái phần phèo này lắm luôn á. Cái phần trước này ăn đó, nó ngon, nó béo. Cái phần này đó là cực kỳ giòn, là giống như là loại nhất. Dạ. Cái loại là có loại lỡ đó, là cũng thấy là ăn nó hơi bị đắng. Với thêm một phần ở trong là nó sẽ không có nhừ. Đây cũng thấy trong nó có nhừ không? Wow. Đó, nó có nhừ là như vậy nè. Là sáng ra là mình đi chợ đó, là mối sẽ để dành lại cho mình. Dạ. Đó, người ta không có chia cho quán, người ta sẽ để lại cho mình cái phần này. Đó là phần ngon. Lần trước như ăn cái này nè, trời ơi, nó béo mà nó ngon cực kỳ luôn, nó không bị dai luôn. Còn đây là phần xương ống, là chế ở đây chế xài hoàn toàn là xương ống chứ không có là xương giò. Dạ. Tại vì xương ống nó sẽ ra ngọt cái nước súp của mình. Còn dạ, xương giò là phần lớn á, là nó sẽ ra mỡ với dầu nhiều. À. Đó, nó ra nhiều lắm nên nó không có ngon ra. Ống thì nó sẽ có tỉ, nó cái, ra nó còn súp. Cái ngon ở đây là cái cách chị chọn xương, chọn thịt, chọn lòng và cả cái khâu chuẩn bị như là mì Hoành Thánh luôn. Như thấy chị rất là kỹ. Hầu như là Như đi cũng nhiều quán anh, nhưng mà cái đặc biệt ở nằm ở đây là chị tự làm hết 99% luôn mọi người. Này, chú kêu tô đặc biệt với cái cục xương để 2-3 miếng phèo nè, với 2-3 miếng da. Chú ở đây, ăn ở đây thường không chú? Ăn bình thường như hàng ngày. Ăn hàng ngày luôn, không ăn thường mà ăn hàng ngày luôn. Chứ ăn hàng ngày luôn mà chú ăn đặc biệt nha. Khách VIP luôn hả chú? À, chú ăn đặc biệt nhưng mà ổng kêu làm đặc biệt, cũng làm bình thường nhưng ta mà ổng trả tiền nhiều hơn ta vậy đó. À, có nghĩa là giống như bo thêm à. Chú Nguyên Na sắc. Dạ con nghe rồi chú, có hủ tiếu luôn không chú? Xương gân, những người thích ăn hơi mỡ mỡ á, là chế sẽ bỏ vô trong đây. Còn phần lại chứ để trong đây giờ cho nó mềm á. Có những vị khách đó người ta thích ăn mềm, mà thêm phần đó mình thả vô trong đây gì á là nó nóng. Yeah. Đó, nó nóng như một xương. Thêm bây giờ thời tiết hơi lạnh là mình để ngoài nó nguội lạnh, nó tăng không cảm giác nó ngon. Mình để như nè, nó đảm bảo. Đây là cứ thấy mấy cái màng nổi lên trên không? Đây toàn hoàn toàn là từ cái tỉ ống nó ra. Đó, chứ không thêm dầu thêm mỡ gì vô đây hết. Yeah. Cái phần xương ống nó bể á. Yeah. Nó bể cái tủy á là nó ra nè, phần này nó cực kỳ béo. Đó. Mấy con xương này đợi tối tối chút xíu ăn rất là ngon. Dạ. Nó không vậy em ngồi đây em đợi tới tối luôn. Em ngồi đây em đợi tới tối luôn, khi nào mà ăn ngon thì chứ bấm cái pen cái là em ăn nha. Đó, mấy phần gì đó nó rất là mềm phải không? Xương nó rất là mềm. Thấy không? Dạ. Nó mềm nhưng mà tại vì mình thả cái này cho nó nóng á. Nó nóng. Đó giờ nãy rồi khách rồi chuẩn bị la ga vô đó.
học sinh với mấy em làm tiếp thị á. Tan làm hay chứ ha. Còn tao tầm tối chút xíu thôi chứ ba sẽ bán được khách chợ và khách vãng lai. Dạ. Đó. Mà em thấy quán này rất là đông luôn á. Cứ buổi tầm chiều khoảng 5 giờ đổ lên ha. 5 giờ đến 6 giờ mấy bắt đầu là đông. Đây cái tô gì là mình của chú bình thường mà tại vì ổng trả tiền đặc biệt. Ăn thường nhưng mà trả đặc biệt. Nước ngon nữa. Con ăn cái nào không? Cái mì này đặc biệt á là mình phải trụng cái nước sôi thiệt sôi. Cái xốp này là phần lớn ở đây là người ta sẽ làm nước sốt sống, tức là nước tương hoặc là xài xì dầu và đường một ngọn này kia các cái á là người ta sẽ xài sống hết, còn riêng chế là chế sẽ nấu tất cả mọi thứ lại hết. Chế sẽ làm chín á, chứ không để sống. Cái khâu của chế chuẩn bị tính ra cũng cực dữ ha. Tại vì mình làm với nó sẽ ngon hơn là mình xài đồ sống. Dạ. Nó một tô mì như là tô mì khô đó, đây là tô mì nước của khách. Đây này sẵn đi chứ quay lưng cho Cưng coi. Chính là làm Cưng coi luôn nè, cái tô này tô bình thường nè. À, tô này tô. Tô này tô bình thường. Dạ. Đó, tô bình thường. Đó, thịt với xương như vậy nè. Đó. Còn khi mà Cưng ăn đầy đủ á là một hồi chế làm của tụi Cưng là sẽ có hoành thánh, có bò viên. Này kia các cái gì đó. À. Đây, đây là tô bình thường. Còn đây là tô súp của mì khô, cũng là tô bình thường luôn nè. Cũng thịt lòng đầy đủ. Đó, tô bình thường của chế. Đây, đây là hai tô bình thường. Đó, đây là tô mì nước. Cái này là tô bình thường là 40 ngàn. 35 ngàn. 35 ngàn. Ờ, thêm hoành thánh là bờ sẽ 40. À, thêm 18-40, còn cái tô này là như chị? 35 ngàn. 35, à trời ơi, dễ ăn quá mọi người ơi. Thêm hoành thánh rồi vô sẽ là 40. Hãy bưng vô cho được, hai em ở trong hàng giống như kiểu thủ công 100% vậy đó. Đúng rồi. Quá ngon, quá chất lượng luôn. Mọi người nên ghé đây thử một lần thì sẽ mê luôn. Mê mà mê bà chủ nhiều hơn mê đồ ăn nha. Mê anh chủ luôn, chủ dễ thương đúng không ha? Anh chủ dễ thương lắm. Anh chủ dễ thương. Chở bữa đó chở đi xíu một lần mà sợ luôn, không dám đi lần thứ hai. Sao vậy chế? Chạy quá tốc độ. Khách hàng hối quá chạy tốc độ lắm nè Hải ơi. Nhỏ sợ luôn, nhỏ nói thôi chứ Nguyên ơi, mốt em không dám đi với anh nữa. Phần lớn là chỉ bán để khách mối nhiều, tại vì ở đây hơi bị phức á. Dạ. Yeah. Nên thì khách vãng lai của ta biết lắm. Phần lớn là khách vãng lai, khách lạ là do khách quen chứ. Hai đứa con có 40 không giá. Có khi á khách mua về cho con người ta ăn buổi sáng như mua bữa nay nè, tại vì chứ mới nấu mà. Là yeah. Mua về để sáng mai ta nấu lại cho con ta đi học. Dạ. Yeah. Ở đây tại vì cái đường nó hơi khúc hơn đó. Đúng rồi, phần lớn là chế mà chế bán được nằm ngoài đường cái quen. Thôi là bán rất là đắt luôn á. Hủ tiếu vợ cưng với hủ tiếu cho con bé con đúng không? Đây là phần ta mua về để dành cho con ta ngày mai đi học. Vậy hả chứ? Buổi sáng, tại buổi sáng chứ không có bán cha mẹ chứ bán đó. Chứ dạ. Ta tiện đường á, giống như là ta ở xã. Ở xã nè. Lâu lâu cái người ta ra đi chợ vậy đó, có dịp cái ta mua. Như em này cũng vậy đó, em này ở Đầu Chà. Ồ, từ Đầu Chà luôn. Em từ Đầu Chà lại. Hải ơi, đem mì ra này Hải. Em này là từ Đầu Chà. Em này đi có chuyến là em sẽ ghé. Nó đơn giản vậy đó. Đây. Rồi, bánh lột xương ngao phèo với mì nước. Rồi chị làm nhanh lắm luôn á. Liền tay. Để tôi làm cho em về cái. Em có nít. Em một phần nhỏ, phần lớn. Là ba phần phải không cưng? Ba phần cho em. Có sa tế không? Có lấy sa tế cho em. Không có sa tế là tự dặn luôn đó. Rồi chứ nghe rồi. Ba cái nước có một cái nước em bé, lấy cái bọc kia bỏ vô luôn, em nó đi xa. Biết, nước có trên, nước có dưới.
này Duy làm về là chứ làm như vậy nè, một hũ túi hủ tiếu là chứ cũng trụng sơn chứ chứ không trụng hoàn toàn chín, giống như mình trụng cho nó ra hết cái chua của hủ tiếu á, rồi xong về nhà khách ăn á, khách sẽ bỏ vô bình nước súp như vậy sẽ nhanh hơn là bắt nước nấu lại. Còn nếu mình trụng chín luôn á thì khi mà khách ăn á là hủ tiếu á nấu lại á là nó sẽ bị nở, nó không có ngon đó. Nên vậy khi người ta để qua ngày sau nó vẫn bình thường. Không sao hết. Tại đồ chứ nấu mới bữa chiều à. Đầu bắt đầu từ 3 giờ là chứ mới ra chứ nấu thành ra là độ hoàn toàn mới. 3 giờ là chứ 3 bán giờ là... chiều. Bắt đầu 3 giờ là mình bán. Bắt đầu 3 giờ bắt đầu anh với chế mới nấu nước súp. À. 2 giờ bắt đầu anh bắt đầu làm mì. Tại gọi làm con mì này ra tầm 2 tiếng đồng hồ luôn. Là trong vòng thời gian làm mì á là nước súp đây nó sôi. Nó gì đó. Là vừa làm mì xong với cán ra Quỳnh Thánh rồi xong các cái là ở đây dọn ra là đồ nó đã chín rồi. Nó hoàn toàn mới hết. Ok. Hốt thêm đi, để cho tôi hốt cho. Đó. Mình chỉ làm mê cái phần này lắm luôn, ăn lần trước trời nó ngon. Đó giờ chưa từng ăn chỗ nào nó ngon vậy. Cái chỗ này nó không đắng mà nó giòn mà nó béo luôn. Đúng rồi, phèo này bữa sáng là chứ hiếm gặp lượng lắm luôn. Sự nó ngon, hấp dẫn lắm mọi người. Ghé ăn thử đi mới biết được như thế nào. Đây là chị đang trụng Quỳnh Thánh hả? Phần mì Quỳnh Thánh với một phần mì khô đầy đủ là có sốt Quỳnh Thánh luôn. Dạ, xương lòng này kia đó, nãy lòng chế cắt cho kinh rồi đó. Dạ. Đây là chế ra cái tô mì Quỳnh Thánh cho hai cưng nè. Mình phải trụng cái tô cho nó nóng vậy ha? Đúng rồi. Mình trụng cái tô nó nóng, thứ nhất là nó sạch sẽ nữa. Dạ. Ở chỗ này như ấn tượng một cái là mì làm nhà, Quỳnh Thánh làm nhà nên mình yên tâm. Cái độ sạch sẽ là trên này, cái như chứ nói là cái nó chín à. Đó, thì nó chín đó. Lúc nãy là em nghe anh thông cảm, đợi em tí xíu nha anh. Để Quỳnh Thánh mì khô súp Quỳnh Thánh. Là cái da nãy anh cán nó mỏng là như vậy nè, khi mình gói á là mình gói nhiều nhân á nó mau chín. Còn khi mà dày quá á, khi mình bỏ cái nhân thịt vô á nó không có chín được cái nhân bên trong. Nhưng mà còn độ dai của cái Quỳnh Thánh. Cái da đó. Đây cái này là phần mì Quỳnh Thánh. Tôi cũng như là mì Quỳnh Thánh. Đúng rồi. Còn ở đây là mì khô với mì nước khô. Súp. Súp chỉ để đầy đủ cho mấy cân luôn. Dạ. Thấy không? Cái này là nó lên màu vàng tự nhiên có từ trứng không? 100% từ trứng. Vẫn không có pha phẩm màu ha. Ăn gì cho nó tốt cho sức khỏe chứ ơi. Chứ làm cho em cái xương mềm mềm á có răng á nha. Tôi muốn ăn xương có răng phải không? Dạ. Còn cái nước này muốn ăn xương răng hay là xương ống? Xương ống. Rồi để chứ lấy phần ống của tỷ ở đây cho. Dạ. Đây, cái nước trộn này tự chứ nấu ra nè. Đó nó chứ nấu luôn hả? Đúng. Thay vì là mình sẽ xài đồ sống như bột ngọt, đường, đồ các cái là sống hết đúng không? Chế sẽ nấu loại tất cả, nấu chín. Nó sẽ ngon hơn là mình để sống. Đây ở đây giá là chứ cũng trụng chín luôn chứ không để sống. Dạ. Mình ăn á nó nóng nó ngon. Dạ. Mình để sống á mình ăn vô cái tô mì mình có nóng đi chăng nữa giá nó vô nó sẽ làm nguội cái tô mì mình nó không có ngon nữa. Dạ. Nó nóng nhiều quá chịu rồi. Đây tô mì đầy đủ chị đấy nè. Đây cục xương ống như lượng có tỷ với cân nè. Hải hút bóng nước súp tô mì Quỳnh Thánh cho em đi Hải, tôi vớt cái xương xương gân cho em cái. Đây là các món như đã kêu ra, đây là mì khô với lại một tô súp đầy đủ mà như kêu phần đặc biệt nha. Còn đây là mì Hoành Thánh đầy đủ luôn, đặc biệt nha mọi người. Thường thường chị bán ở đây là một tô 35, còn kêu đầy đủ là 40, còn đặc biệt là 50. Đặc biệt là như thấy là quá nhiều topping luôn. Cho vô đây một ít ớt. Ừ.
như thử cái sa tế của chế làm nha. Em đi cho mọi người coi cái tô đặc biệt của Như nè, là gồm có một cục xương ống, nói tiếng xương chứ thịt không à, và ba cục hoành thánh, còn phèo với lại gan tim rồi bò viên rồi là siêu nhiều luôn nha. Đây quá trời topping luôn. Còn bên đây mình khám phá mì khô. Mì khô thì có mì giá, còn tô súp nó nằm ở bên đây. Đây cục xương nè, trời ơi, nói tiếng cục xương chứ thật sự nó thịt không à mọi người ơi. Đây nè, tùm lum hết, tùm lum tà la đó lã hết, một tô bên đây siêu nhiều luôn đó. Rồi giờ mình sẽ ăn cái này trước nha, ăn cái mì Bình Thánh trước đi. Ui ngon, cái nước nó thành, không phải là ngọt của cái nước bột ngọt đâu mà ngọt từ xương đó mọi người. Cái phèo á nó giòn giòn béo béo ngon. Bò viên thơm lắm luôn. Cái sợi mì á thì ăn nha, nó thơm mà nó dai, nó kiểu như là không có bị bở á mọi người. Bỏ vô tí ớt nữa. Cái vỏ hoành thánh ở ngoài ăn vô phải không, thường thường á chỗ khác á nó sẽ dày, nó dày ăn bột nhiều, món này nó mình ăn cắn vô cái là trúng ngay cục thịt luôn. Cái cục tỉ nè, chấm với nước tương. Nó béo kinh khủng. Cái sợi mì cũng ngon. Quá trời ăn luôn mà còn topping như này mọi người. Siêu nhiều luôn. Đúng là phần đặc biệt, quá ngon. Cả nhà lại cái nghe. Lại gì Nguyên đi nghe con. Nguyên lại cái gì Nguyên lại con lại.
Cái phần này á, là của caramel đó mọi người. Mình vừa chọn cái caramel. Mình như cũng thử một đũa xem thế nào nha. Như thử xem cái nước sốt mà chị trộn vô đây nó ngon không thôi. Chứ còn như thì như là ăn đã no rồi. Cái nước sốt này chị trộn đặc biệt đó. Nghe cái mùi nó lạ. Cái mùi này như không tả được luôn. Không biết đường tả. Nhưng mà cọng mì đây ngon à. Cái tô này để Như thử có khác gì cái tô của Như không. Cái nước nó cũng vậy à. Y chang vậy á. Ngon. Ở đây cái họ gần gần đây là không cơm ăn gì đó. Dạ, ngon, chất lượng, no luôn. Đây có mấy khách vào là nó ăn là đồng lúc bán ngoài chỉ thèm. Dạ. Một tô nhỏ vậy là bao nhiêu chế? Một tô nhỏ của bé. Một tô nhỏ của bé 25. Rồi cái bé đó hồi nãy mình xin thịt vậy là mình có tính tiền thêm không? Chắc tính thêm 25 nữa hả chế hả? Cười. À, nếu mà xin thêm mấy miếng thịt thì tính thêm 25 nữa gấp đôi. Chị Lành nó sức luôn nhỉ. Chị Lành nó sức. Chị Lành nó sức nhỉ. Bây giờ là Như sẽ trả tiền cho chị xong rồi Như về nha mọi người ơi. À, Như hẹn cả nhà mình vào video tiếp theo với khung giờ là 19 giờ tối hàng ngày nha. À, cả nhà mà có yêu thích Như á thì bấm cho Như xin nút like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Như nha. À, cả nhà mà có đi tới Nam Căn á thì nhớ ghé quán của anh chị nha. Anh chị ngoài trước cái tủ này là Song Phát, còn chị tên là chị Duyên. Chị nói chuyện cực kỳ duyên luôn. Đúng không chị Duyên? Quyên. Lộn rồi mọi người ơi. Quyên chứ không phải Duyên. Quyên nhưng mà nói chuyện rất là duyên. Rồi. Nó vui nè. À đó. Quyên nhưng mà nói chuyện rất là duyên. À, mọi người nhớ vào quán anh chị ăn ủng hộ anh chị nha. Anh chị rất là vui luôn. Bây giờ Như bye bye.